Cả mọi người, hôm nay Chánh làm cái video này hướng dẫn mọi người về cái thao tác như thế nào để sử dụng tính năng hỗ trợ đổ xe tự động ở trên mẫu xe C-Class, GLC Class, cũng như là những cái mẫu xe cũ hơn của dòng Mercedes, ví dụ như là S400 chẳng hạn. Thì cái tính năng hỗ trợ đổ xe tự động của trên xe nó cần chúng ta hỗ trợ nhiều thao tác hơn so với cái mẫu E-Class mới, cũng như là mẫu S450 mới và Maybach mới 2018. Thì Chánh quay video này hy vọng là không quá trễ để mọi người có thể sử dụng tốt cái tính năng này ở trên xe Mercedes ha. Chánh đang ngồi trên mẫu xe C250 mới 2018 và Chánh sẽ thao tác, mọi người xem Chánh làm như thế nào nha. Ok, bước đầu tiên để sử dụng tính năng này thì chúng ta bật xi nhan, ví dụ như Chánh muốn vào cái vị trí đổ bên tay phải thì Chánh sẽ xi nhan bên tay phải. Ok, xe đang xi nhan rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cài số tới để hệ thống quét cái vị trí đổ phù hợp. Mọi người nhớ Chánh là cái tốc độ ha, tốc độ đừng quá nhanh, bình thường Chánh chỉ chạy khoảng mười mấy thôi. Nếu mà chúng ta chạy khoảng 30 trở lên, 26, 30 trở lên thì hệ thống sẽ không quét được ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Rồi, Chánh đã bật xi nhan. Bây giờ Chánh sẽ chạy ngang cái vị trí Chánh muốn đổ xe. Rồi, ở đây mọi người có thể thấy giùm Chánh ha, không biết là có thấy không, ở trước mặt tài xế sẽ có một cái chữ P màu trắng trong cái ô màu xanh biển. Bình thường chúng ta chạy thì nó sẽ không có cái mũi tên qua trái hoặc phải nhỏ ở đây kế bên chữ P đó, nhưng mà khi chúng ta bật tính năng này lên, một cái dấu mũi tên tương ứng với hướng chúng ta muốn bật khiên, muốn đậu xe thì nó sẽ có. Ở đây thì Chánh sẽ thấy có một cái mũi tên màu trắng hướng bên tay phải, thì lúc này chúng ta thao tác tiếp tục là chúng ta sẽ cài số lùi ha. Rồi, mọi người có thể thấy ở trên màn hình hệ thống hỏi chúng ta là Start Park Assist Yes or No, thì chúng ta sẽ chọn OK ở trên vô lăng ha. Nếu mà chúng ta không đồng ý thì chúng ta bấm nút Back ở đây. Bây giờ Chánh bấm OK ha. Rồi, bây giờ xe sẽ nhờ chúng ta cài số lùi. Chánh đã cài số lùi sẵn rồi, thì hệ thống báo là hệ thống hỗ trợ đổ xe đang được kích hoạt, chuẩn bị sẵn sàng quan sát xung quanh và phanh bất cứ lúc nào trong trường hợp bất trắc xảy ra. Rồi bây giờ Chánh bỏ phanh ra ha. Ok, mọi người thấy chưa? Nếu xe đi nhanh quá thì chúng ta có thể chủ động phanh lại. Bây giờ xe nhờ chúng ta cài số tới rồi nè. Bây giờ Chánh sẽ cài số tới ha. Mọi người thấy sát rồi. Cài số tới. Ok. Xe đã lấy nguội tại chỗ hơi nhiều, thành ra mọi người nghe tiếng kêu. Không sao hết, đây là chuyện bình thường. Nếu chúng ta đánh lái nóng thì cái tiếng kêu này ít khi xảy ra lắm. Rồi, bây giờ xe dừng lại rồi. Bây giờ xe nhờ chúng ta cài số lùi ha. Mọi người thấy chuẩn bị lùi vào vị trí rồi đây. Lùi. Ok. Nếu mà xe đứng im không di chuyển là vì chúng ta chưa đủ ga, chúng ta cho nó một tí ga, cho xe một tí ga rồi qua cái G thì là xong. Ok, rồi ok, mọi người nghe tiếng bo không ạ? À? Vậy là xong rồi đấy ạ. À. Rồi, mọi người thấy không ạ? À? Hai bên trái phải rất là đẹp. Rồi, vậy là xong.